Sau những thất bại liên tiếp tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam đang bị trừ khá nhiều điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Tuyển Việt Nam cần có điểm trước Iraq ở lượt cuối bảng D Asian Cup 2023 để tránh nguy cơ văng top 100 FIFA lần đầu tiên sau 6 năm. Trước giải đấu tại Qatar, Việt Nam đứng thứ 94 FIFA với 1.235,58 điểm. Đến ngày 15 tháng 2, thứ tự mới nhất sẽ được cập nhật. Theo công thức của FIFA, Việt Nam sẽ bị trừ 6,47 điểm do thua Nhật Bản 2 trừ 23,26 điểm khi thua Indonesia 0-1. Đội còn 1.205,85 điểm và tụt xuống thứ 99. Nếu tiếp tục thua Iraq, Việt Nam sẽ mất 11,33 điểm và nguy cơ cao văng khỏi top 100. Trong trường hợp hòa hoặc thắng, Việt Nam lần lượt được cộng 6,17 điểm hoặc 23,67 điểm. Tính đến ngày 23 tháng 1 năm 2024, Việt Nam có 1.882 ngày liên tiếp đứng trong top 100 kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2018 và 2.225 ngày đứng đầu Đông Nam Á kể từ 21 tháng 12 năm 2017. Thái Lan đang áp sát Việt Nam, đội bóng xứ Chùa Vàng dự kiến có 1.198,95 điểm sau khi được cộng 22,2 điểm nhờ thắng Kyrgyzstan. 18,99 điểm và Hòa Oman 3,98 điểm để tăng 11 bậc lên thứ 102. Họ sẽ được cộng 7,75 điểm nếu hòa hoặc 25,25 ,25 điểm nếu thắng Ả Rập Xê Út ở lượt vòng cuối bảng, qua đó lọt vào top 100. Thái Lan cũng sáng cửa vào vòng 18 nên có thêm ít nhất một trận nữa để cải thiện vị trí. Trong khi đó, nhờ chiến thắng quan trọng trước Việt Nam, Indonesia tăng 4 bậc lên thứ 142, Malaysia toàn thua 2 trận, tụt 5 bậc xuống 135. Bảng thứ bậc FIFA ra mắt lần đầu vào tháng 12 năm 1992 và được công bố thường từ 1 đến 2 tháng một lần. Mỗi đội tuyển được tính điểm dựa trên hệ số quan trọng của trận đấu. Các trận giao hữu theo lịch FIFA chỉ có hệ số 10, còn các trận Asian Cup trước tứ kết là 35, sau tứ kết là 40. Bên cạnh kết quả trận đấu, công thức còn phụ thuộc vào cách tính kết quả kỳ vọng, được hiểu là tranh lệch sức mạnh giữa hai đội. Nếu hai đội có thứ bậc trên bảng FIFA trước đó càng xa, thì đội xếp thấp hơn sẽ được cộng càng nhiều điểm khi thắng, trừ càng ít điểm khi thua. Bảng thứ tự FIFA quan trọng vì được xem là căn cứ xếp hạt giống ở vòng loại và vòng chung kết các giải thủ hệ FIFA như World Cup, Asian Cup. Tuy nhiên, nó không phải thức đo tuyệt đối để khẳng định sức mạnh và vị thế của đội tuyển. Một bảng thứ tự khác, theo hệ thống tính điểm ELO dành cho bóng đá, cho thấy Thái Lan đang xếp trên Việt Nam 22 bậc. Việt Nam đang đứng thứ 124 với ELO 1.341, còn Thái Lan là 102 với ELO 1416. 416 ELO là phương thức đánh giá khả năng của các kỳ thủ cờ vua, do giáo sư vật lý người Mỹ gốc Hungary Apat à, Elo phát triển năm 1960. 10 năm sau, Liên đoàn Cờ vô Thế giới sử dụng Elo để xếp thứ tự các kỳ thủ. Năm 1997, một người tên Rob Brunian áp dụng Elo để xếp thứ tự các đội tuyển. Và đến năm 2003, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA dùng Elo để xếp thứ tự các đội tuyển nữ. Elo được coi là phương pháp dự đoán chính xác hơn kết quả bóng đá so với cách tính điểm cũ của FIFA. Từ năm 2018, FIFA cũng dùng phương thức mới có tên là SUM, lấy cảm hứng từ Elo để xếp bậc các đội tuyển nam. Tối ngày 19 tháng 1 năm 2024, đội tuyển Việt Nam nhận trận thua 0-1 trước Indonesia ở lượt trận hai vòng bảng Asian Cup 2023. Đây là trận thua đầu tiên của bóng đá Việt Nam trước đội tuyển xứ vạn đảo sau nhiều năm, khiến thầy trò huấn luyện viên Philippe Josè chính thức phải sớm dừng bước. Đội tuyển Việt Nam xếp chót bảng D với 0 điểm và trở thành đội đầu tiên bị loại ở Asian Cup 2023. Không chỉ thế, trận thua này còn khiến đội tuyển Việt Nam tụt hạng thế thảm trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Lý do của việc trừ điểm số rất nặng là bởi trước khi trận đấu diễn ra, Indonesia kém Việt Nam tới 51 bậc trên bảng xếp hạng FIFA 146 thế giới. Indonesia gây bất ngờ với cách nhập cuộc nhanh, tốc độ, chính họ mới là những người cầm bóng nhiều, triển khai mạch lạc trong khoảng 15 phút đầu tiên. Tiền đạo Rafael Strzak là người tạo ra nhiều sóng gió và có ít nhất hai cơ hội thuận lợi nhưng không thể tận dụng. Việc để cho đối phương gây sức ép sớm đã ảnh hưởng lối chơi của tuyển Việt Nam. Kể cả khi lấy lại được thế trận, đoàn quân của huấn luyện viên Philip Chuse cũng gặp khó khăn trong công việc triển khai tấn công. Khi Indonesia tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt thì tuyển Việt Nam không để lại được nhiều dấu ấn. Việt Nam giữ bóng nhiều hơn với 58% thời lượng, nhưng thông số đó không có nhiều ý nghĩa. Indonesia mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn với 16 pha dứt điểm so với 11 những lần hãm thành của Việt Nam. Thông số bàn thắng kỳ vọng cũng nghiêng về đối thủ với 1,35 so với 1,00, tức là các cơ hội của Việt Nam gộp lại có xác suất thành bàn 100% nhưng đội lại không thể ghi bàn. Mấu chốt khiến hàng công từng chọc thủng lưới Nhật Bản hai lần lại im tiếng trước Indonesia nằm ở chấn thương của tiền vệ Nguyễn Đình Bắc ít ngày trước trận. Vì thế anh không được đăng ký trận này, giúp tiền vệ Nguyễn Quang Hải lần đầu đá chính cho đội tuyển sau hơn một năm. Với băng đội trưởng trên tay, Quang Hải không tạo được đột biến như đàn em 20 tuổi, trước khi rời sân nhiều vị trí cho Nguyễn Văn Toàn ở phút 72. Indonesia gây áp lực với cường độ cao khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn ngay từ những giây phút đầu tiên. Khi tiền đạo Rafael Struck chớp thời cơ lao xuống đối mặt với thủ môn, nhưng cú sút của anh bị Nguyễn Philip đẩy ra. Đội tuyển phải chờ tới phút 21 mới dứt điểm lần đầu từ cú vô lê của Nguyễn Tuấn Anh từ rìa cấm địa nhưng bóng lại trúng chân hậu vệ đối phương và đi hết biên. Mỗi khi cầu thủ Việt Nam có bóng, khán giả lại huyết sáo là ó, và đây cũng có thể là nguyên nhân khiến đội tuyển chơi dưới phong độ. Trong khi nhờ lượng lớn khán giả cổ vũ, Indonesia đã chơi tự tin, tạo ra nhiều cơ hội từ những pha rót bóng vào cấm địa, để những cầu thủ trên 1m85 dứt điểm. Phút 37, Philip lại phải trổ tài với pha bay người đẩy cú đánh đầu của Stuart về sát cổ tầm thấp. Thế nhưng Philip cũng không còn cứu được đội tuyển khi Indonesia hưởng phạt đền ở phút 40. Trung vệ Nguyễn Thanh Bình đứng sau và kéo áo Jack trong lúc tiền đạo này xoay người. Và trọng tài người Tajikistan Sadulo Gulmozodi ngay lập tức thổi phạt đền. Tiền đạo gốc Hà Lan muốn sút 11 m nhưng đội trưởng Ansawi giành lại bóng và không bỏ lỡ. Ansawi rút về góc cao gần giữa khung thành mở tỷ số trong khi Philip đổ người về góc phải. Trước cú đá phạt đền từ Indonesia, Tuấn Anh truyền chỉ thị từ ban huấn luyện cho Philip nhưng đội vẫn không thể ngăn đối phương ghi bàn. Huấn luyện viên Chu Se đưa tiền vệ Khuất Văn Khang và Lê Phạm Thành Long vào sân đầu hiệp 2 thay cho Nguyễn Thái Sơn và Phạm Tuấn Hải. Tuấn Hải dường như chấn thương vì liên tiếp bị phạm lỗi trong hiệp 1, nhưng trọng tài Gumozodi không rút thẻ vàng nào cho cầu thủ Indonesia trong 17 pha phạm lỗi đầu tiên của họ. Trận này, đoàn quân của Sinteyang cũng phạm lỗi tới 24 lần, gấp 3 thông số của Việt Nam, nhưng chỉ phải nhận hai thẻ vàng, trong đó có một thẻ từ lỗi câu giờ. Việt Nam dồn lên trong nửa đầu hiệp 2, tạo ra liên tiếp cơ hội, nhưng Khuất Văn Khang và Nguyễn Tuấn Anh lần lượt bỏ lỡ. Ở phút thứ 52, thủ môn Erano Ari đấm bóng không tốt để Xuân Mạnh cướp được và đưa bóng cho Văn Khang bên trái cấm địa. Tiền vệ 21 tuổi đẩy vài nhịp về góc hẹp hơn trước khi sút trúng mép ngoài lưới. Chỉ 2 phút sau, đến lượt võ Minh Trọng tạt vào như đặt cho Nguyễn Tuấn Anh lao xuống để bóng từ cự ly dưới 10 mét nhưng vọt xa. Dù cân bàn thắng, Việt Nam không dứt điểm lần nào kể từ đó cho tới phút bù thứ 5 hiệp 2 dường như đội đã cạn sức sau khi chơi cường độ cao ở nửa đầu hiệp 2. Trong một tình huống bất tốc ở phút 78, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng chấn thương và ngã xuống, có dấu hiệu rách cơ đùi sau. Trước đó, Văn Tùng cũng có lúc nhảy lên vùng khuỷu tay trúng mặt trung vệ Jordi Amat, có thể không cố ý nhưng khiến đối thủ phải rời sân trên cáng. Văn Tùng không bị thổi phạt trong tình huống đó, nhưng Việt Nam vẫn có cầu thủ bị chốt quyền thi đấu trận này là Thành Long. Anh hai lần phạm lỗi trong vòng 8 phút gần cuối trận đều phải nhận thẻ vàng đồng nghĩa với thẻ đỏ, Đội tuyển vẫn nỗ lực dồn lên ở những phút cuối khi Vũ Văn Thành sút phạt từ góc hẹp bên trái, nhưng thủ môn Erando bay người đẩy bóng cứu thua. Đến những giây cuối cùng, Philip lên tham chiến nhưng không cầu thủ nào của đội tuyển dứt điểm được. Indonesia phản công và Philip cùng Bùi Hoàng Việt Anh nỗ lực giật về giải nguy, nhưng lúc đó hiệu còi mãn cuộc vang lên, chấm dứt hành trình của đội tuyển tại sân chơi châu lục. Tại Asian Cup 2023, Việt Nam ở bảng D, còn Hàn Quốc thuộc bảng E. Theo phân nhánh, nếu cùng đi tiếp, hai đội có khả năng đối đầu nhau tại vòng 1-8. Vì vậy, Song Hyong Min và đồng đội đều quan tâm và theo dõi các diễn biến ở bảng đối thủ, trong đó có trận Việt Nam-Indonesia ở lượt 2. Sau khi hòa Jordan 2-2 trên sân Antumama, Song Hyong Min nói, tôi đã xem Việt Nam thi đấu với Indonesia. Thật tiếc khi họ không giành được kết quả tốt, nhưng tôi rất xúc động khi chứng kiến các cầu thủ của họ nỗ lực hết mình cho đất nước. Chúc cho đội tuyển Việt Nam may mắn lần sau. Trần Xuất đang thi đấu cho Tottenham ở ngoại hạng Anh còn gửi lời cảm ơn tới cổ động viên Việt Nam đã ủng hộ anh cũng như tuyển Hàn Quốc. Son đã làm đội trưởng của Tottenham, được xem là cầu thủ bóng đá châu Á hay nhất lịch sử. Ở ngoại hạng Anh, anh từng giành vua phá lưới và mùa này đã ghi tới 12 bàn, chỉ ít hơn 2 bàn so với người dẫn đầu là Erling Haaland của Man City. Ở đội tuyển quốc gia, Son đã ghi 43 bàn, còn cách 16 bàn so với kỷ lục của huyền thoại Cha Bum Kun. Son đã từng nhiều lần đối đầu với Việt Nam. Tại bán kết ASEAN 2018, anh hùng Olympic Hàn Quốc thắng 3-1 trước Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park hang seo Hồi giữa tháng 10 năm 2023, anh cũng thi đấu và ghi bàn khi Hàn Quốc thắng Việt Nam 6-0 ở Giao Hữu. Sau trận đó, nhiều cầu thủ hạnh phúc và tới bắt tay khi được đối đầu với ngôi sao mà họ chỉ thấy trên truyền hình. Đỗ Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải và một số thành viên của ban huấn luyện thậm chí đứng trước lối vào đường hầm, sân để chờ gặp và xin chụp ảnh cùng tiền đạo sinh năm 92. Tại giải đấu đang diễn ra ở Qatar, Hàn Quốc chưa chưa thuyết phục. Sau chiến thắng của trận gia quân, họ phải chia điểm với đối thủ yếu hơn Jordan. Son ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền, nhưng để đối thủ vùng lên và ghi hai bàn liên tiếp. Phải nhờ đến một pha phản lưới ở phút bù giờ họ mới thoát thua. sau bình luận, mọi người cứ nghĩ trận đấu sẽ dễ dàng, nhưng thực tế ở Asian Cup không có trận nào là dễ dàng. Nếu bạn không chuẩn bị sẵn sàng cả thể lực lẫn tinh thần, đối thủ sẽ làm bạn tổn thương. Trận này là bài học cho chúng tôi để từ đó hướng lên phía trước mạnh mẽ hơn. Hàn Quốc đang đứng thứ hai bảng E khi cùng có 4 điểm như Jordan nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Ở loạt trận cuối son cùng các đồng đội đối đầu với Malaysia, đội đã bị loại sau hai trận thua liên tiếp. Hàn Quốc có thành tích tốt thứ tư ở Asian Cup với hai chức vô địch nhưng lần gần nhất là năm 1960.